Hello quý vị và các bạn, cũng rất lâu rồi hôm nay tiến mình mới lên video. tháng này rồi hôm nay mới có thời gian để dỗi để quay video cho các bác nhiều những cái thứ hay ho lắm. Trước mắt quý vị và quý bạn đây là một đôi loa full đôi của JB 4733A coi nha. Tiếng loa này nó xấu, vỏ thùng nó xấu, còn đây em phá em bán, bác nào mua cả loa em vẫn bán, nhưng mà cái loa nó xấu. Vận chuyển nó bị rách bất ít thì nị. Thế rồi nó xấu thùng thì thôi, còn loa đẹp như mới thì em phá thì em bạn. Em này của nó cũng chưa mất nhưng mà nó tập làm nó lôi, nó chảy trở nhiều thì em bán phá luôn. Bác nào mua họng kèn và chép 2447G thì em vẫn bán. Đấy. Các bác mua phân tần thì em bán, mua thùng thì em bán, mà mua một cặp loa bát em cũng bán. Đấy. Các bác cứ mua cái gì bảo em. Đấy. Như cặp chép này này, nguyên bản đẹp tháo thùng cả tiễu luôn nha. Cái tiễu này nó hơi bị lứt một tí góc này, nguyên bản như này nha. Một đôi kèn cả cổ cả tiễu tất tần tật như này. Đấy, nó lấy giá 13 triệu bác nha, là nguyên cả cổ cả kèn một cặp này là 13 triệu. Đấy. Phân tần vào thùng 10 triệu cho bác làm về đi phụ kiện. Phân tần vào thùng 10 triệu. Còn mỗi một cặp lo bát này em bán là giá 13 triệu. Cái lo bát này của nó á, nó như mới tinh luôn. Coi nha. Lo bát này của nó là 2226 HBL đấy. HBL nha, tem đen nha bác nha. Nhớ lưu ý cho em là tem đen. 13 triệu một cặp, như mới tinh. Bao nhiêu nó mới vậy? Mỗi thùng có xấu thì em bán phá thôi. Đó. Mới vậy? Mới ngó ngần luôn. Mới như mới tinh luôn. Nò bát. Đây là hơi lắng. Đấy là bao mua nào em bán đấy. Đây phân tần này, phân tần là như mới rồi. Đúng không? Đấy. Phân tần như mới luôn. Đấy, bác nào mua nguyên bộ phần tần không 5 triệu, nguyên thùng không 5 triệu mà cá thùng có phần tần là 10 triệu. Loa bát 2226 HBL một đôi như này bán 13 triệu. Đấy. Còn cái cặp loa chép này cả phễu, cả chép, cả cái kèn này 12 triệu 500. Đây em bán phá được bác, đầy đủ hết nhá. Lưới phát như đầy đủ hết đây em tháo ra đấy, lưới phát trong nhà. Đây, nó xấu đây này, em không muốn bán loa xấu quá, phá bác. Ngoài thách này. Đây đằng sau này 4733A này, series 2 này. Đấy. Bác là mua cái gì các bác đấy? Mua chép em bán chép, mua thùng em bán thùng, mua phân tần em bán phân tần, mua lò bát em bán lò bát. Đấy. Giá em báo luôn, em không đấu giá luôn nhé. Đấy. Còn rất nhiều đồ hay ho trong kia nhưng mà em chưa vui hết được nên là em chưa dám bán. Đấy, đó. Nhiều lắm, trong nhà cũng nhiều luôn. Nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn. Chúng tôi vẫn không ngừng chuyển động, tìm kiếm những giải pháp di chuyển tối ưu hơn. Michelin Motion for Life. Rất nhiều luôn. Đấy. Bác nào có mua cái gì thì báo em. Đây quay chi tiết về cái cặp 4733A nữa nha. Loa bát này là loa bát HBL đấy bác nhá, tem đen nhá, HBL giá 13 triệu một cặp. Chép cộng phễu một cặp này là 12 triệu 500. Thùng và phân tần 10 triệu. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua cái gì thì báo em cái đấy. Cái gì em cũng bán. Tại vì những cái đồ này thì nó xấu, cái thùng nó xấu lách lỉ. Bây giờ em bán rời cho bác luôn, đỡ bác phải lăn tăn. À, loa xấu nó đẹp đúng không ạ? Loa bát em bảo là loa bát đẹp như mới tinh và loa chép nhá. Cực kỳ mới luôn. Vâng, bác nào có mua được thứ gì thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. À, nếu các bác mua thì liên hệ theo số điện thoại là 0948 388 448. Tin nhắn này là 0948 388 448. Tiến đi ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Coi nha. Các bác thấy video hay bấm vào Tiến đi một like và chia sẻ thật nhiều cho Tiến đi nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn.